phần ha. Nghĩa là lúc trước á, là thì chúng ta đã có làm những cái phần về chế độ tự động, chế độ thủ công ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần tiếp theo là cái phần là chúng ta sẽ truyền thông cái dữ liệu này về cái bộ master. Chúng ta sẽ có hai cái bộ line, đó là hai con ESP32 kết hợp với cảm biến và thiết bị. Nó sẽ truyền về cái bộ master chúng ta là con Raspberry nha. Bây giờ ta là phần tiếp theo á. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về LoRa đúng chưa? Đó ha. Tắt đi. Bây giờ mình mở này lên ha các bạn ha. LoRa đây ha. LoRa URT ha. Mình chọn LoRa URT. Ở đây mình cũng vô Hacksaw này. Trang này nó cũng có nhiều tài liệu hướng dẫn ha. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn ha. Nó cũng rất đơn giản thôi. Cái con LoRa này á, ở trong cái con LoRa này á, các bạn nhìn vào đây. Ở trong cái con LoRa này mình nhìn vào đây cái sơ đồ chân á. Nó có các bạn nhìn ra đúng không? Mình sẽ thấy cái sơ đồ chân của nó. Thì mình có là chân cái chân bây giờ đúng không? Để cho basic nhất á, thì cái chân M1, M2 thì các bạn phải câu chung với cái chân GND nha. M1, M2 thì mình câu chung với cái chân GND. Còn cái chân VCC là mình sẽ cấp 3.3V đã từ con ESP32 ra cũng được. Rồi chân GND là cái chân GND á thì mình sẽ cấp vào chân GND. Cái chân TX rồi X này, lưu ý nha. Cái chân TX này á thì mình sẽ cấp vào chân gì? Cái chân TX này thì cái chân TX á thì mình sẽ cấp vào cái chân gì? RS, RS chính là chân gì? 16. Cái chân TX của con LoRa đầu tiên lưu ý lại nè, nhắc lại lần nữa. M1, M2 là mình sẽ câu chung với chân GND nha. GND mình sẽ nói vào chân GND của ESP32. Còn chân VCC là mình sẽ cấp 3.3V. Cái chân RX này á thì mình sẽ nói vào chân cái chân RX này á, RXD thì nói vào chân gì? TX con ESP32. TX là chính là chân số bao nhiêu? Chân số 17 đúng không? Đó, nhớ nha. Cái chân RXD của con LoRa nó chân số 17. Cái chân TXD nó chân số 16 nha. Đó, nhớ nói như vậy ha. Rồi được rồi. Qua đây mình code nha. Rồi chúng ta đang sử dụng cái chân là gì ha? Mình đang sử dụng cái chân là gì? CR2 đúng không? Thì mình khai báo ha. Mình khai báo là CR gì đây? Mình chọn là gì? CR2 nha. Mình cho tốc độ giao tiếp đó là gì? 9600 nha. Đó ha, ok. Mình cho tốc độ giao tiếp của nó là 9600 nha các bạn. Rồi. Ok chưa? Tốc độ giao tiếp của nó là 9600. Đúng nào? 9600 luôn nha. Rồi. Bây giờ gì đây? 9600, 9600. Ok, vậy thôi à, đó rồi ha. Bây giờ thứ như bây giờ mình mong muốn là mình muốn tôi mong muốn là tôi truyền cái dữ liệu từ đâu? Tôi mong muốn là tôi truyền dữ liệu từ con LAN là về master và master về LAN đúng không? Đó. Thì anh sẽ vẽ lại cái mô hình cho các bạn dễ hình dung nha. Bao bôi đi ha. Bao bôi. Đúng không? Mình sẽ có gì mình anh vẽ cái hình lại cho bạn dễ hình dung nha. Chúng ta sẽ có gì gọi là master đúng không? Đâu? Insert. Mình sẽ có cái sáp đi ha. Mình sẽ có đây. Mình sẽ có mình cái mô hình của chúng ta gì đây ha. Master là đúng không? Client đúng không? Client. Client luôn. Đại master đúng chưa? Master này chúng ta truyền thông qua như LoRa đúng không? LoRa. Ok. Chúng ta sẽ truyền thông hai cái này với nhau thông qua LoRa đúng không? Đó ha. Đó, thông thông với nhau thông qua cái LoRa. LoRa đúng không? Ok. Đó cái bộ giao thức mà truyền thông với nhau là thông qua cái này là chính là thông qua LoRa đúng không? Đó bây giờ mình sẽ truyền thông. Có nghĩa là bây giờ để đơn giản hóa vấn đề thì anh sẽ thay vì truyền rất là nhiều dữ liệu đúng không? Bây giờ anh sẽ ghép dữ liệu ha. Mình ghép đích thị cảm biến thành một và sau đó chúng ta sẽ truyền thông với nhau đúng chưa nào? Đó giờ thì bây giờ mình ghép đích thị cảm biến đúng không? Mình gọi là gì? Mình theo với một cái chủ là gì? String data. Ok. S data ha, S data. Mình cho nó bằng cái chuỗi mình cho nó bằng rộng đúng chưa nào? Đó mình ghép giá trị cảm biến lại đúng chưa? Mình ghép giá trị cảm biến lại để mình truyền đi, đúng không? Đúng nào? Thì mình có cái chuỗi mình đúng không? Mình truyền đi. Thì giá trị cảm biến mình muốn là bao nhiêu giây mình truyền đi một lần. Mình muốn là 5 giây mình truyền đi một lần chẳng hạn đúng không? Thì mình cho một cái biến đếm, cho một biến in cho biến thời gian đúng không? Thời gian bằng không. Ok. Thời gian 5 giây đúng không? Cái đây là nửa giây đúng không? Nửa giây.
đúng không? Muốn 5 giây thì mình cho một cái biến thời gian của mình đúng không? Biến thời gian của mình cộng cộng đúng không? Nếu thời gian đúng không? Nếu thời biến thời gian của mình nó bằng 10 đúng không? 10 nhân cho 500 là chính là bằng 5.000, 5.000 mili giây chính là 5 giây đúng không? Rồi xét biến thời gian. Và gửi đi đúng không? Đúng như nào gửi data đi. Gửi data qua master. Ok. Đúng nào? À, mình đưa cái này lên trên này cũng được, không sao cả. Ok. À, sau khi mình đã coi giá trị cảm biến xong đúng không? Mình coi giá trị cảm biến xong rồi á thì mình chia mắt cái zero đi ha. Rồi, ok. Mình chia mắt cái zero đi đúng không? Mình chia hết, mình khi mình đã coi mình biết rồi, mình hiểu kỹ rồi thì mình không cần xem nữa, mình coi. Mình muốn 5 giây mình gửi đi một lần đúng không nào? À, mình muốn 5 giây á là mình gửi đi một lần. Ok, mình gửi đi đúng không? Mình ghép cái chuỗi data lại. À, S data của mình đúng không? S data của mình chết là bằng gì đây? Mình sẽ có là gì đúng không? Thì nó sẽ bằng cái chuỗi là gì? String nhiệt độ đúng không? Đúng chưa? Mình cộng string, ok, mình cộng string gì đây? Độ ẩm đúng không? Mình cộng string trạng thái thiết bị đúng không? Đúng chưa? Mình cộng string TT chính là trạng thái thiết bị đúng không? TT chính là trạng thái thiết bị đúng không? Đó. Mình string với giá trị đếm thôi. Mình gọi in TTB là trạng thái thiết bị đúng không? Không. Ví dụ nếu như thiết bị mình đang đi giả sử như bây giờ đúng không? Đó. Nếu như mình đập cái giá trị trạng thái thiết bị mình gửi đây đúng không? Mình có biến gì đó. TTB của mình là chính là bằng gì? Nó sẽ bằng là đi ghi đúng không? Đi ghi thồ rig, rig cái trạng thái của thằng đèn đúng không? Đó ha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở đây nó sẽ đập cái chân tín hiệu để kích cái đèn. Nếu như mà cái chân kích đang mất một là mình hiểu là đèn đang mất một là đèn đang sáng. Cái chân kích TTB này mình không, mình hiểu là đèn đang tắt đúng chưa? TTB đúng không? Mình TTB đúng chưa? Nhiệt độ độ ẩm đúng không? pH đúng chưa? Mình cộng pH. Mình cộng cho cái giá trị pH đúng không? String pH đúng không? Mình có giá trị pH của mình rồi. Ok đúng không? Nhiệt độ ẩm, pH mất nước đúng không? Từ từ. Mình cộng cái mất nước đó đi. Cộng string. Mất nước. Ok. Rồi ha, để coi thử. Mình coi cái giá trị pH mình khai báo biến tổng cục hay là biến local. pH có khai báo tổng cục rồi nha. Rồi. Tại vì các bạn lưu ý nha, pH của mình đúng không? Đó thông thường á, tại vì pH của mình thông số thông thường á. Thông thường cái pH của mình nó đa số là từ bao nhiêu? Từ 1 đến 14 thôi nha, mà hình như là từ 1 đến 14 thì phải. Đó. Mình nhớ là có 1 đến 14 thôi. Thì bây giờ mình khống chế cho nó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải khống chế cho nó để cái nó rem. Mình khống chế làm gì? Tại vì giá trị nhiệt độ độ ẩm lúc nào nó cũng là hai con số, thông thường là hai con số nha. Đó. Ok. À, thì các bạn có thể là ở bên khu vực của em á, là giá trị nhiệt độ ẩm nó khác nhau ha. Để tạm thời bây giờ anh chấp nhận là tạm thời bây giờ ở đây á là ở trong cái môi trường Việt Nam á đang thử nghiệm, tạm thời chấp nhận là giá trị độ ẩm nhiệt độ ẩm nó hai số. Ở Việt Nam của mình là thông thường là từ khoảng 11 độ đó lên ha. Thông thường là nhiệt 40 độ là đa số cái nhiệt độ môi trường thông thường như vậy thôi. Còn riêng không biết là bên cái môi trường của em có thể nó nhỏ hơn ha. Thì có thể nó nhỏ hơn thì thôi bây giờ anh sẽ làm cho nó là anh sẽ giới hạn cho nó là từ khoảng hai chữ số nha. Nhiệt độ độ ẩm đều là hai chữ số hết nha. Đó mình giới hạn thành một cái chuỗi để mình tạo ra một cái chuỗi cố định để qua Raspberry mình sử dụng cho nó dễ, xử lý cho nó dễ. Thì nếu như mình có thể làm những cách khác cũng được nhưng mà qua Raspberry mình xử lý nó phiền ha. Để basic thì dễ dàng nhất thì mình làm theo kiểu dễ dàng nhất ha. Đó thì bây giờ mình ghép thành mình mong muốn của mình là lúc nào mình gửi ra một cái chuỗi nó không có độ dài cố định. Thì bây giờ để xử lý khúc này nha, để xử lý khúc này từ từ nha. Đó mặc dù như vậy đúng không? Đó mình compile coi, mình compile giá trị của mình đúng không? Đó chủ yếu là gì? Bây giờ thử bây giờ đúng không? Thử bây giờ ví dụ nha, nó báo lỗi vô nè. Đếm đúng không? Cầm ok. Bây giờ đúng không? Calculator. Mình ví dụ giả sử như bây giờ mình tính toán cái pH này nha. Ví dụ pH mình đo được 4,5 đúng không? Mình mong muốn ví dụ 4,5. 4,5 là lý tưởng lợi nhưng 4,25 là sao thông thường là như ta? Ví dụ như 4,5, 4,2 đi. 4,25 chẳng hạn đúng không? Thì bây giờ mục tiêu của mình là phải biến cái số này gọi là nó phải cố định ba chữ số đúng không? Mình nhân cho máy được, nhân cho máy, nhân cho 100 thôi coi. Rồi, nhân cho 100 thì bằng 425 đúng không? Ví dụ như là gì đây? Lên coi thôi.
như là gì? Ví dụ như là 7.5, 7.2, 7.5 mà mình nhân cho 100 thì ra bao nhiêu? Là 750 đúng không? Ok. Ví dụ như là gì? Vấn đề chính là gì đây? Tiếp tục là gì? Ví dụ như là 10.25 mà mình chia cho nó khoảng cỡ mình nhân cho nó khoảng cỡ 100. Là không được. Ví dụ đây. Ví dụ là 10.5 2 đi. 10.25 thì mình chỉ cần nhân cho 10 coi. Nhân cho 10 nó cũng không thoát khỏi đúng không? Nhân cho 10 nó cũng không thoát khỏi. Nhân cho một, giả sử bây giờ mình nhân cho 1.000 hết nè. Là nó triệt mình nhân cho 1.000 là nó triệt để hết đúng không? Giả sử như bây giờ 4.25, pH là 4.25 mình nhân cho 1.000 đi. Nhân cho 1.000 là sau đó mình chia cho 1.000 nha. 42.000 đúng không? Đó. Là nó là bốn chữ số đúng không? 4 chữ số. Vì 4.2 nhân 1.000 bao nhiêu? Dù là 4 anh đang tính toán để anh đưa ra cái chuỗi cố định nha. 4.2 nhân cho 1.000 bao nhiêu? Là 42.000 đúng không? Cũng được đúng không? Dù là 10.25 này nhân cho 1.000 coi. Là 10.025 đúng không? Là máy nó là nó có mấy chữ số là ta? Là nó có mấy 5 chữ số đúng không? Nó là 5 chữ số đúng chưa? Dù là 10.25 anh nhân 100 coi. 1025. Ví dụ 1025. Ví dụ như là 1025 á. Ví dụ như là 1025 á mà anh là bốn chữ số đúng không? Thì sau này làm sao biết mà chia được? Tính coi. Đang suy nghĩ đây. Anh đang tính toán để anh cố định cái đề pH này. Để qua bài thân anh cắt cái chủ cho nó dễ ha. Nói chung là nó có nhiều cách ha, nhưng bây giờ tại vì cái đối tượng mà anh đang hướng dẫn này, cái em mà anh đang hướng dẫn này cái cũng không có rành lắm ha, cũng mới bắt đầu thôi, cho nên bắt buộc phải xử lý cách nào nó đơn giản nhất nha. Đó có nghĩa là dùng cái dấu sẹt thì nó đơn giản hơn, tuy nhiên là gì lập trình thì cái bạn này cũng không hiểu nổi đâu, mình làm cái nào nó dễ nhất thôi. Bây giờ cách nào ta, mình dùng cách giờ nào 10.25 nhân cho 100, ví dụ như 4.25 mình nhân cho 1.000, bốn chữ số đúng không? Bốn chữ số. Ok. Thì bây giờ sao? Thì bây giờ anh sẽ thì bây giờ anh sẽ thêm một chữ số vào, đúng không? Bây giờ anh sẽ thêm một cái giá trị, thêm một cái giá trị vào nữa, thêm một chỉ số nữa. Ví dụ giả sử như bây giờ đúng không? Ví dụ giả sử như bây giờ là 4.25 đi ha. Đó. 4.25 đi. Đó, anh nhân cho 1.000 đúng không? Đó. Thì nó ra là 4.4 thì nó ra là 4.4125 đúng không? Đó. Thì bây giờ anh đem cái số này anh thêm đằng trước nó một chỉ số nữa. Anh thêm đằng trước nó một chữ số nữa ha. Bây giờ anh thêm cái giá đằng trước nó là một chữ số nữa là số số 8 đi. Số 8 đi ha. Mà số 8 đi, nó là số 8 để sau này anh tách ra anh biết số 8 là anh hiểu đây là một giá trị pH mà nó nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 10. Số 9 á là đây là một giá trị pH lớn hơn 10 ha. Đó. Tại qua Python trong Raspberry thì nó rất là mạnh, nó rất là dễ dàng ha. Mình là vi điều khiển thì làm phức tạp thôi. Thì giả sử như bây giờ ví dụ như 10.25 mình nhân 100 đúng không? Bao nhiêu? Là 1025 đúng không? Anh thêm muốn thêm anh muốn thêm số 9 lần trước á thì có phải là anh phải cộng thêm 9.000 đúng không? Nhiêu? Được coi. 10.25 anh nhân 100 coi bao nhiêu? Anh muốn thêm số 9 lần trước anh phải cộng thêm bao nhiêu ta? Không được. 90.000 nữa ha, 90.000 nữa đúng không? Anh cộng cho bao nhiêu? 90.000 coi. Ồ sao vậy các bạn, cầm cho bao nhiêu? 90.000 đúng không? Đúng không? Đó, cầm 90.000 nữa.
dụ như là 4.25 đúng không? Anh có là 4.25 đúng chưa? Đó, tại vì anh đang không có phần cứng thì anh bắt buộc anh phải tính toán anh nạp vào ha. Còn bạn có phần cứng thì bạn test từ từ thôi. Anh nhân cho 1.000 đi. Đúng không? Thì anh cũng cộng 80.000 đi ha, cộng 80.000. Ok. Ok, như vậy là cũng được ha. Rồi. Chốt cũng vậy cho nó dễ nha. À, rồi ha. Ví dụ cái miếng BH bây giờ chúng ta xử lý cái SBH đúng không? String SBH đúng không? Đó. Cái SBH rồi. Là chuỗi BH đúng không? Đó rồi, S rồi. Mình kiểm tra nếu gì, nếu cái giá trị BH của mình á mà nó bé hơn 10 đúng chưa? Nó bé hơn 10 đúng chưa? Nó bé hơn 10 á. Bé hơn 10 là bắt buộc mình sẽ có gì đây? Mình sẽ có SBH của mình đây, giá trị BH của mình, SBH của mình đúng không? Nó sẽ bằng gì đó? À, mình thêm một cái biến trước đã, mình phải thêm một cái biến trước đúng không? Ồ, mình cũng không cần cộng thêm làm gì, mình set cố định. Ở lúc này anh tính cộng phiền đúng không? Nhưng mà âm mình đã chuyển thành cái chuỗi rồi thì mình rất đơn giản thôi. Mình có giá trị BH của mình đúng không? Mình có gì biến trạm BH đúng không? Mình có biến in ABH đúng không? Đó. ABH của mình nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng giá trị BH của mình nhân cho bao nhiêu? Nhỏ hơn 10 đúng không? Mình đem giá trị BH mình nhân cho 1.000 đúng chưa nào? Đó đúng không? Mình có ví dụ lúc nãy anh tính đó. Lúc nãy anh tính đó là 4.25 chẳng hạn đúng không? Ví dụ giả sử như bây giờ ví dụ tính chẳng hạn đúng không? Dùng lại nha. À, ví dụ như là 9.5 à, 9.5 là 9.5 đúng không? 9.5 anh nhân cho 1.000 coi. Thì là gì, 9 chấm là nó là 90, 9.500 đúng không? Nó là 9.500, 9.500 đúng chưa? Mình sẽ có là gì, 9 9.500, 9.500 đúng không? Rồi ha, mình có sẽ có biến SVH của mình đúng không? Nó sẽ bằng gì đây? Nó bỏ 10 bằng 8 đúng không? Bằng 8 mình cộng với gì, string với gì đây, ABH đúng chưa? Đó, ABH đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ có được cái chuỗi BH đúng không? Đó rồi ha. Để tiếp tục xử lý tiếp ha. Nếu tại vì BH của mình cho biết được là không thể nào lớn 14 được rồi ha. Lớn 10 đi, lớn bằng 10 ha. Lớn bằng 10. Thì lập tức mình cho gì đây? Mình đem nhân 100 thôi. Và mình cộng thêm 9 này ngoài đúng không? Đó, lúc này mình tính nó bằng hình dung được không? Đó. À, tính lại lần nữa này. Bây giờ thử như bây giờ là BH là 10.5, ví dụ 11.5 chẳng hạn, 11. 11.2. 25 chẳng hạn đúng không? 0.2 thôi, 0.25 đi. Anh nhân cho 100 á thì nó bằng gì? Nó bằng một là bằng đúng không? Nó bằng là gì? 11 nó là 1925 đúng chưa? Đó thì bây giờ mình thêm 19 trước nữa đúng không? Mình cộng thêm 19 trước nữa để phân biệt. À, rồi. Như vậy là mình đã cố định được cái chuỗi gì đây? Mình đã cố định được cái này mã chuỗi là mấy chỉ số? 1 2 3 4 5 chỉ số, cố định 5 chỉ số đúng không? 5 chỉ số. Ở BH này mình cố định 5 chỉ số. Dù cỡ nào nó cũng 5 chỉ số. Để tính lại nha, ví dụ như là 4.5 này, anh nhân cho 1.000 coi. Bao nhiêu? Là đúng không, đúng chưa, lúc nào cũng năm chỉ số hết đúng không? Rồi ok, rồi mình xử lý xong với trị pH rồi. Còn những ví dụ gì bây giờ mình phải xử lý với trị nhiệt độ đúng không? Đó, string S nhiệt độ đúng không? À, rồi ok, chẳng phải nếu nếu nhiệt độ của mình sao, nhiệt độ của mình đó bây giờ nếu như á thì bây giờ vậy, bây giờ anh tạm thời chấp nhận nhiệt độ từ không đó lên nha, là thì các bạn có thể phát triển sẽ xử lý thêm mà. Ở trong cái môi trường của em thì nó có thể nhiệt độ xuống âm, nhưng mà thực tế trong cái mùa này mùa hè chắc là dương ha. Nếu âm mình cũng nếu âm là mình cũng xử lý tương tự như này thôi. Bây giờ thử bây giờ nếu nhiệt độ của mình là bé hơn 10. Bé hơn 10 đúng không? Đó. Bé hơn 10. Bây giờ mình mục tiêu của mình là ở trong cái môi trường Việt Nam của mình đó là nhiệt độ là thông thường là nó hai chữ số rồi, độ ấm là hai chữ số rồi đúng không? Đó, thông thường giả sử như bây giờ bên đứng ngồi ở thế nhiệt độ nó thay đổi thì sao? Thôi mình cứ làm chắc anh ha. Đó. Anh cũng không biết được, anh cứ làm thôi. Thì giả sử như bây giờ nhiệt độ của mình là 25 chẳng hạn đúng không? Ví dụ như 25 thì dễ, ví dụ như 5 đi. 5 á, thì anh muốn nó là gì, hai chữ số đúng chưa? Đó. Nếu 5 thì anh cộng thêm một chữ số là 15 nữa. Nhiệt độ tối đa thì thông thường là khoảng cỡ là 90 thôi được rồi. Không thể nào nhiều hơn được đâu, thông thường là có môi trường là khoảng 50 40 là quá cao rồi, quá cực kỳ nóng rồi ha. Nhưng sa mạc mới có thôi. Thì giả sử như bây giờ mình nếu mình kiểm tra nhiệt độ của mình là bé 10 đúng không? Mình có là gì? S nhiệt độ của mình là chính mình gì đây? Mình cộng cho không một trước đúng không? String nhiệt độ đúng chưa? Đó, đúng không? Đó. Nhiệt độ. Đúng chưa? Đó. Ngược lại nếu nhiệt độ mà lớn bằng 10 rồi thì sao? Thì S nhiệt độ của mình á mình thì mình không cần, nếu nó lớn bằng 10 rồi thì chúng ta không cần cộng thêm nhiệt độ nữa nha, không cần nữa. Ok. Tương tự độ ẩm vậy thôi. DE đúng không? SDE đúng không? Rồi. Mục tiêu của mình là mình khống chế thôi, mình khống chế cái chuỗi này đúng không? Rồi ok. À, độ ẩm đúng không? Độ ẩm SDE đúng không?
độ ẩm bé 10 thì lập tức mình cho độ ẩm đúng không? Rồi ngược lại gì đây, độ ẩm đúng không? Rồi SDE rồi ha. Bây giờ mình phải sửa lại đúng không? Nhiệt độ chính là gì? S nhiệt độ, độ ẩm chính là gì? SDE đúng không? SDE đúng chưa? SDE đúng chưa? Rồi. Rồi TBL đúng không? Mất nước rồi. Mất nước thì nó có hai trạng thái, một không thì cho được rồi. Đó, pH thì mình cũng là gì? SPH đúng không? Đó. Thì bây giờ cái chủ mình sẽ có gì, dữ liệu là gì đây? À, bây giờ của mình đúng không? Mình có hai nốt, mình thì tại vì mình có hai nốt, mình cần phải phân biệt hai nốt đúng không? Rồi, mình thêm một cái từ vào. Ví dụ là gì? A đi ha. A đi là mình đã hiểu, mình hiểu là gì? Ở nốt 1 là A đúng không? Ok. Thì bây giờ mình cái chủ mình sẽ có dạng ở đây. A đúng không? Đó, nhiệt độ là nhiêu? Nhiệt độ là hai số đúng không? Đó, ví dụ là 10, 10 độ đúng không? Độ ẩm là gì? 45 chẳng hạn đúng không? Rồi TB là trạng thái là một chẳng hạn. À, rồi mức nước là một đi. Đó. Rồi cái SPH mình là có ví dụ SPH này có mấy số đây? 4. Ví dụ là 4.5 chấm 4.25 đi, nhân cho 1.000 đi. Ừ, sai. 4.25 nhân 1.000. Ok. Đúng không? Nó là mình cộng thêm 9 đúng không? Nhỏ hơn 10 là 8 đúng không? Đó, ok. Cái chuỗi mình nó sẽ có dạng như vậy đúng không? Đó, thử như nếu mà nhiệt độ pH lớn hơn thì cái chuỗi nó sẽ có dạng gì? pH lớn hơn thì cái chuỗi sẽ có cái dạng là chính đúng không? Đó. Thì qua trong Raspberry mình xử lý nữa. Ok. Như vậy là chúng ta đã xử lý truyền thông mà cứ cứ gì cứ 5 giây tôi sẽ gửi lên một lần. Mặc dù các bạn muốn nhanh hơn nữa thì các bạn có thể dính đây đúng không? Đó. Đúng không? Cứ 5 giây mình gửi lên một lần. Ok. 5 giây mình sẽ cập nhật cái trạng thái cảm biến thiết bị lên một lần đúng như nào? Rồi. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xử lý là nhận giá trị dữ liệu từ đâu, từ bên kia truyền xuống nha. À, giá trị dữ liệu từ bên kia truyền xuống. À, thì bây giờ truyền xuống thì mình sẽ có truyền những thông số gì, mình sẽ có truyền những cái thông số nào? À, thì thông thường mình sẽ truyền cơ bản thôi, mình sẽ truyền cái giá trị cái chế độ là một này, chế độ là một là đúng không? Hai là cái thứ nhất là cái chế độ biến chế độ tự động mà auto đúng không? Thứ hai là cái trạng thái bật tắt thiết bị đúng không? Trạng thái bật tắt thiết bị thì ok, thì bây giờ mình sẽ xử lý luôn ha. Đây bây giờ mình sẽ kiểm tra đúng không? Đây là gì? Đây nhận dữ liệu gì? Dữ liệu từ gì? Từ Raspberry đúng không? Raspberry á hay là master đó? Master thì gửi xuống đúng không? Gửi xuống. Ok, mình kiểm tra đúng không? Rồi ok, nếu if serial 2 mình gửi nó ở đây nhầm, sau khi có chủ đúng không, mình gửi đi thì mình dùng lệnh gì? Serial 2 chấm ring tln đúng không? Làm ring ring tln đúng không? Serial 2 nha, chữ s data. Ok rồi, gửi đi đúng không? Gửi dữ liệu qua class Raspberry. Ok chưa? Rồi ha, gửi dữ liệu qua cái Raspberry của mình rồi đó. Thì bây giờ vào đây khúc này nhận dữ liệu đúng không? Nhận liệu từ Raspberry gửi xuống thì làm sao? If serial 2 để khỏi luôn. Chấm avail label đúng chưa? Label ha. Rồi bây giờ đó, bây giờ mình chấp nhận là mình giá trị nhiệt độ của mình là mình set cố định ha. Ngờ chấp nhận là mình sẽ giá trị nhiệt độ của mình, cho nên mình muốn bao nhiêu thì mình đổi ở đây ha. Tất nhiên là mình vẫn có thể là gì, có thể xét thông qua cái gửi xuống, nhưng mà nó phức tạp ha. Với trình độ của mình, của em thì anh chấp nhận như thế này đi ha. Rồi ok, thì nó cũng khá là hài lòng rồi, không cần gì đâu. Rồi giả sử như bây giờ ở đây, thì bây giờ ở đây đúng không? Rồi tiếp tục phát triển này, nếu gì đây, ở available đúng chưa? Có nghĩa là chúng ta có cái nhận dữ liệu đúng không? Mình sẽ có gửi hàng thái là một và chế độ đúng không? Hai gì đây? Mình có trạng thái là chế độ thì một và gì nữa, chế độ và gì nữa đây, thứ hai là gì đây, chế độ và trạng thái thiết bị đúng không? Chế độ đúng không, chế độ đúng không, và gì đó, trạng thái thiết bị đúng chưa, trạng thái thiết bị đúng không? Mình cứ giả sử như bây giờ vậy, để đơn giản mình kiểm tra là gì? If serial 2 chấm if mình thay biến cha c nó bằng gì? Serial serial 2 chấm đúng không? Ok đó, nếu nếu như C nó gửi xuống đúng không? Gửi xuống bằng A đi ha. Bằng A thì mình cho gì đây? Chế độ tự động bằng máy đây. Mình cho nó bằng máy, bằng 1 đúng không? Đó, ngược lại bằng nếu mà gửi bằng B gì đây?
Bàn B đó thì mình cho chế độ tự động là mấy? Bàn không đúng không? Đó. Đây là mình đang code cho cái nốt 1 nha. Đây là anh đang code cho là code cái này chính là nốt 1 ha. Nốt 2 mình sửa lại nha. Đó. Mình muốn điều khiển thiết bị đúng không? Đây tiếp tục ha. Đó, nếu nếu mà gửi xuống gì đây, nếu gửi xuống bằng bằng gì đây? Gửi xuống bằng 1. Gửi xuống bằng 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 bằng, bằng EF ha. EF đi hả? EF đi ha. Dùng EFE thì mình lập tức là gì? E là anh hiểu là gì? E là mình muốn là gì? E là mình muốn là mình E là hiểu là mình muốn là gì? Bật đèn đúng không? Bật đèn. Đó, E là bật đèn đúng không? Bây giờ E là bật đèn. Đó. Muốn bật đèn được á, thì cái thiết bị chúng ta nó phải ở trong cái chế độ gì? Chế độ thủ công đúng chưa? Đó. Đó. Nếu gửi xuống cái tự là E đúng không? Nếu nếu gửi xuống cái tự là E. Đó. Và cái nó chết là nó kiểm tra nếu chế độ tự động máy. E là bật đúng không? Nếu chế độ tự động bằng máy. Bằng không. Đó nghĩa là ở trong chế độ điều khiển bằng tay á đúng không, thì chúng ta mới cho phép bật đúng không, đó cho phép bật đèn này đó đúng chưa, mình mới cho phép bật đèn này các bạn thấy không, đó sau khi bật đèn xong đúng không, bật đèn lên mình thì mình phải reset vấn đếm đúng không, về số lẻ luôn đó, số chẵn luôn đúng không, bằng hai luôn, bằng không đi đó, để có gì ví dụ đang bật nhấn nút thì đổi trạng thái đúng không, đó ok đúng không, chế độ đó tương tự đúng chưa, ở nếu bằng ép đúng không, và chế độ tự động bằng máy bằng không đúng không, thì nghĩa là gì, đang ở chế độ khi mình tay đúng không, thì mình mới cho test test led đúng không, đó ok test led được đúng không, đếm bằng một ok chưa, còn ở trong cái chế độ tự động thôi chứ điều khiển gì nữa đúng không nào, rất đơn giản thôi đó rồi ha, đây là cơ bản ha, là như đã giả sử như bây giờ qua nốt 2, và chúng ta qua cái nốt 2 là V2 đi, gọi nốt 2 nha, nốt 2 thì mình sửa lại tí nha, ví dụ qua nốt 2 thì mình cũng sửa lại thôi giống vậy thôi, nhưng bây giờ mình sửa chỗ này, à, chỗ này mình sửa chỗ này này đó, thay vì AB đúng không, CDF đúng không, cái gì đó MN đúng không, MN đúng không, X Y đúng không, rồi ở đây mình gửi giá trị mình gửi lên là gửi lên gì đây, này nó lúc này bên kia nó gửi lên cái từ gì đây A đúng không, đó thì mình đừng cái từ tại vì bây giờ mình sửa lại bây giờ đúng không, mình đừng gửi A, gửi A trong mắt A sửa bây giờ đi, mình gửi số dấu sao đi ha, ví dụ thằng kia dấu thanh đi đó, dấu thanh đúng không, đó thì bây giờ mình quay lại cái nốt 1 đi, cái nốt 1 này đâu, cái nốt 1 đâu, cái V1 cái nốt đó, cái nốt 1 á, thì bên cái nốt 1 cũng lấy mà giờ mình sửa dấu sao ha, tại vì nếu mà sửa cái tự nó bị trùng cái kia rồi đó. Có nghĩa là trong cái lúc gửi dữ liệu thì có thể là gì, mình rõ ràng là mình chúng ta đang gửi lên Raspberry nhưng mà như thế này nó sẽ cái nốt kia nó vẫn nhận được nó bị sai dữ liệu ha, mình sửa lại một tí cái chỗ nó mình sửa nốt 1 đi ha, thì mình sửa lại ha, các bạn sửa thôi. Hả, các bạn chỉ cần sửa trong này thôi ha. Đó. Dấu này là dấu dấu sao đi, được rồi. Đó. À, như vậy là chúng ta đã làm gì để hoàn thành ở dưới lên ha. À, bây giờ chúng ta sẽ xử lý trên Raspberry nữa nha. À, rồi xin chào các